lại của vận động viên Tuấn Tú. Thử thách dành cho Tú, người chơi phải tìm đến trường Đại học Yexin Đà Lạt để thực hiện thử thách liên quan đến thể thao. Lên đường, chạy! Nhanh lên nha! Giờ đâu tới rồi! Tới rồi, tới rồi! Ô, đi nó còi bóng rồi! Chị đây! Hello chị ơi, chị sau khi tới nơi người chơi phải đi tìm số bóng tương đương với 6 kg. Hả? Đi tìm số bóng tương đương với 6 kg. Ở đây được trái rồi, đây được trái rồi. Okay. Bây giờ còn 9 trái nữa. Okay. Em chạy xuống banh cái lưới rồi dùm qua cho con. Không kiếm được cái banh xuống con. Xuống được rồi. Và bây giờ cầm cái bịch này, bây giờ nhiệm vụ của mình, cảm ơn tụi con nha. Nhiệm vụ nghe tiếng đây, luồn lách qua những chướng ngại vật, sau đó là cho Tú ném từng trái bóng vào rổ, ném đủ hết 10 trái bóng vào rổ, với cái sức nặng đủ là 6 kg thì mã số sẽ bật ra. Ok. Số tiền là 14.473.024 đồng.